Chào các bạn, như các bạn biết thì Nokia X đã được Nokia loại bỏ hoàn toàn cái bộ ứng dụng Google Play. Hiện nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài một store thứ ba, đó là App Store VM, thì các bạn có thể hoàn toàn khỏi không cần lo lắng về việc là tải game, cài đặt game. Đầu tiên các bạn vào đối tượng Internet này, gõ link. Link đó là App Store VM thuộc A thuộc 6789. Mình rất dễ nhớ, các bạn chỉ cần nhớ là cái đuôi 6789 thôi. Nhưng mà này các bạn nhìn thấy, các bạn ấn vào tải thường. Nếu bạn đã có đăng nhập rồi thì bạn có thể đăng nhập để tải nhanh. Ở đây mình tiết kiệm thời gian, mình sẽ chọn tải thường luôn. Các bạn ấn vào tìm link, chọn một link. Các bạn nhìn thấy trên biểu tượng nó, trên thanh starter đây đã thông báo đang tải về. Đã tải về xong, bây giờ chúng ta thoát ra ngoài. Vào nội dung tải xuống, các bạn để chọn ở đây. Lần đầu tiên khi các bạn cài thì Nokia X sẽ hỏi là các bạn là có cài đặt cái chặn ứng dụng này không. Các bạn đây vào cài đặt, kéo dưới mục không rõ nguồn, tích vào, ấn OK, quay lại, nhấn vào đây, cài đặt. Quá trình cài đặt App Store VM sẽ diễn ra hoàn toàn tự động. Xong, các bạn chỉ ấn mở lên. Và bây giờ các bạn có thể đã có một store hoàn chỉnh với rất nhiều ứng dụng, tất cả hoàn toàn miễn phí. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và đừng quên là link tải là App Store VM thuộc A thuộc 6789. Côn trùng đấy, nó có gồm 5 bàn. Mình bắt đầu vào. Như các bạn được thấy thì đồ họa của game nó được thiết kế kiểu kiểu các hình vẽ kiểu